giờ chỉ muốn tiếp tục cuộn tròn trong túi ngủ. Nhưng cũng phải dậy thôi. Anh Phan Quốc Minh, chú Hà Viết Hiền đều hiểu những chuyến đi dài và đầy gian khó, nên mọi kế hoạch lịch trình phải rất nghiêm khắc và chặt chẽ. Bây giờ là 6 giờ sáng, trời vẫn còn tờ mờ và mịt mù hơi sương. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Trạm thứ 3 lại là địa hình hoàn toàn khác. Xung quanh chúng tôi là một cánh rừng trúc đẫm sương mù và ẩm ướt. Trời lạnh buốt, đường dốc đứng, những tảng đá rêu trơn trượt. Thiên nhiên muốn thử thách đến tận cùng nghị lực của con người. Mỗi bước đi của chúng tôi phải bám vào các cây trúc và rễ cây cho khỏi ngã. Các khớp xương chân như muốn rời ra, chúng tôi bắt đầu rơi vào sự hoang mang, và còn hoang mang hơn cả chặng trước, không biết phải đi thế này bao lâu, làm sao đủ sức để thoát được từ cảnh này. Nghe nói con đường này rất ít khi có người đi, và nếu có người đi thì đến đây cũng đòi quay về. Nhưng nghĩ đến đoạn đường về cũng không đủ sức nữa và chỉ còn cách khóc. Nhưng chúng tôi không khóc, anh Kiên và các anh Foster đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi. Cả đoàn vẫn quyết tâm cố gắng, chú Hà Viết Hiền vẫn ý chí bước tiếp. Chúng tôi đã hiểu chinh phục Phan Xipang là hành trình để mỗi con người trải nghiệm, khám phá ý chí, nghị lực của chính bản thân mình. Đường ngày càng khó đi, đoàn chúng tôi di chuyển rất chậm. Đường đi bây giờ đến từng mét một. Mỗi chặng đường, chúng tôi lại rút ra thêm một trải nghiệm mới. Phan Xipang là hành trình để mọi người cảm nhận tình cảm cộng đồng, cùng chung một chặng đường, cùng biết yêu thương giúp đỡ nhau, vượt qua gian khó. Chúng tôi đã vượt lên độ cao trên 3.000 mét, chỉ còn một quãng đường khoảng 1 km nữa là sẽ tới đích. Đoàn dừng lại nghỉ lấy sức trước khi chinh phục đỉnh Phan Xipang. Quả thực, nếu không có những người dẫn đường nhiệt tình, giàu kinh nghiệm như anh Nguyễn Trung Kiên, Phan Quốc Minh, Dương Tuấn Anh, Hà Viết Hiền cùng các chàng trai Foster người Mông giúp đỡ, thì chúng tôi khó mà thực hiện được hành trình này. Bát mì tôm nóng lúc này mới giá trị làm sao? Chúng tôi lại sức và tiếp tục lên đường. Ý nghĩ sắp được chạm đỉnh khiến chúng tôi hồi hộp, háo hức lạ thường và quên đi cái mình. Phan Xipang, đỉnh núi huyền thoại đang ở phía trước. Phan Xipang sẽ đón chờ những con người mạnh mẽ, nghị lực vượt qua nốt chặng đường cuối cùng. Tôi đã tới chặng cuối của hành trình chinh phục Phan Xipang. Ý nghĩ sắp tới đích khiến chúng tôi phấn chấn, háo hức lạ thường và quên đi cái mệt. Phan Xipang nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn. Đỉnh Phan Xipang cao nhất Việt Nam, cao nhất ba nước Đông Dương. Chúng tôi cảm giác mình như được bay cao, như các loài chim vượt lên khỏi những tầng mây mù. Với độ cao hơn 3.000 mét, không gian trong veo, thiên nhiên tặng thưởng cho những ai có nghị lực, có công sức tới đây được chiêm ngưỡng một khung cảnh huyền thoại mà dưới đất ta không thể nào thấy được. Đúng là như anh Nguyễn Trung Kiên nói, một trong những điều giá trị nhất cho chuyến đi Phan Xipang là tự mình chụp được những tấm hình thật ngoạn mục.
những đỉnh núi xung quanh đều nằm ở phía dưới, vì chúng tôi đang ở đỉnh cao nhất là đỉnh Phan Xi Păng. Đứng ở nơi đây mới thấy được con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Kia là những ngọn núi mà hôm trước chúng tôi đã vượt qua để tới được nơi này. Những đỉnh núi cao vút hai bên vực sâu thẳm, nghĩ cũng thấy tự hào về nghệ lực của mình. Từ nơi đây cũng có thể nhìn thấy thị trấn Sapa chỉ nhỏ như lòng bàn tay. Giây phút này đối với chúng tôi thật thiêng liêng. Các thành viên trong đoàn đã mang theo lá cờ tổ quốc, lúc này cảm giác tự hào về non sông đất nước tự nhiên dâng trào trong mỗi chúng tôi. Và cuối cùng, giây phút thiêng liêng nhất đã đến. Gần 10 giờ sáng, khi mặt trời chiếu trên đỉnh núi, chúng tôi đã đặt chân lên đỉnh Phan Xi Păng, độ cao 3.143m, điểm cao nhất của đất nước Việt Nam, của cả Đông Dương. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Gió thổi như vũ bão trên đỉnh núi Trinh Vinh, lá cờ bay mạnh mẽ. Giờ phút này hạnh phúc kỳ lạ, và có lẽ trong đời chỉ có một vài lần như vậy. Một hành trình đầy cảm xúc và vô cùng đáng nhớ, bởi cái giá của vinh quang đâu phải dễ dàng. Giữa đất trời bao la, chúng tôi tự thấy mình lớn lên rất nhiều. Chinh phục Phan Xi Păng cùng hội leo núi cộng đồng xa hơi Việt Nam đối với mỗi chúng tôi sẽ là kỷ niệm nhớ mãi trong cuộc đời.